bữa nay là ngày 9 tháng 7 nha các bạn, đi xuống biển mò kim đáy biển nè, mò vàng á. Mượn đồ nghề của ông này mò vàng. Thôi đừng mượn, để cho người ta kiếm ăn. Ông này là người West Germany. West Germany. Để cho người ta kiếm ăn chứ mượn gì. Mình là chỉ đi tắm biển thì tắm biển thôi. Ở cô giáo người Ukraine có tham gia được không? Không, không phải, không phải cậu. Bữa nay trời nắng đẹp mây đẹp. Bãi biển này mỗi ngày là nó mỗi vẻ đẹp khác nhau đó. Ông bạn người West Germany, người Tây Đức á, ổng mò vàng, đúng là mò kim đáy biển, đi mò vàng đó, mò trên bờ, mò xuống nước. Hồi nãy thấy ông mò, ông lội tới bụng ông luôn á, mò nửa thân người luôn, mà không biết làm sao mà mò được vàng, mà làm sao mà lấy cá còn chụp được mà vàng mà mò ra làm sao mà lấy. Ông này ở đây hồi tháng 2 tới giờ. Tháng 2 tới giờ. Có cái headphone này để nghe tiếng của kim loại. Vàng nó có vàng. Ồ vậy hả? Cái này đi xuất biển mò vàng. À. Dạ, xuất biển mò vàng lắm nha. Ừ. Vàng. Đó, bạn người Đức á. Quý lái kìa. Dạ. Bây giờ mình đi xuất biển mà tìm vàng á. Ừ. Đó, có vàng nè, có vàng nè. Cầm không nổi. Hôm nay em còn cái ông người Đức này ổng mò ra vàng chứ mình mò chắc ra cá lòng tông quá. Ổng dò ra vàng, mình dò ra cá lòng tông hay là con phải hả? Có cái headphone đó là nghe thấy có ở đâu có vàng là nghe có xí nhộn thôi. Vui tắm dễ thương. Thank you. Oh yeah. Có ông bạn già người Đức nữa. Bạn người già người Đức mỗi ngày ra đây trước tiên là đi lụm rác. Đi vòng vòng thấy ai xả rác bừa bãi, ông lụm sạch sẽ xong ông mới tắm. Rồi ông tắm sạch sẽ cái ông về. Ông hiền lắm, ở đây chín tháng luôn rồi. Đó, các bạn thấy không, ổng đi lần lần ra ngoài biển đó, đi lần lần ra biển, ổng mò vàng đó, mò kim đáy biển đó. Đó, ông bạn người Đức của mình đó, đi lần lần ra ngoài biển xa. Sâu quá rồi. Ừ. Ôi. Cái này mới đúng là ổng đi xuống mò kim đáy biển á. Mò kim đáy biển á. Đi ra sang mò kim đáy biển. Mới sợ có. Ừ. Bữa nay là ngày 9 tháng 7 nha các bạn. Wow, ông người Đức đó, ông ra sâu dễ sợ, xa dễ sợ biển không? Lần đầu tiên cha sanh mẹ đẻ mới thấy người ta mò kim đáy biển là ông này nè. Cưng ơi. Hả? À, mình cầm máy mình thâu cho con vợ mình. Thế nè, nó đấy, cái cục cân. Cái mắc cỡ gì đó, cái ngắm ổng. Đó. Wow. Sáng sớm là mình phải ra biển nè. Đó. Để thôi luôn. Giờ ổng đi ổng rà vàng phải không? Ổng người Germany á. Ổng ở West Germany. Yeah.
đó, lặn ra biển cũng sờ cái cây cái máy giò đó tìm thì chắc phải có ông mới xuyên vậy chứ không có đâu ra. Rồi xin chào các bạn nha, bây giờ mình đi ăn khoai lang tím. Khoai lang tím gọi là khoai lang gì? Khoai lang Dương Ngọc. Khoai lang Dương Ngọc, bữa nay mình không có ăn thịt cá nhiều nữa, mình ăn khoai lang Dương Ngọc. Cưng đứng ở đây nè, cưng. Thôi cho cưng đứng. Ô, dạ ăn gặm nè. Ồ, đó, gặm. Dễ thương quá, dễ thương quá, cục cưng. Ồ, dễ thương quá. Rồi, khán giả đi vô chuẩn bị khoai lang ăn. Cẩm làm vua cho bạn khoai lang. Nãy mình mới bữa nay là cũng là 10 bữa nay là tháng 7, 9 tới tháng 7. À. Đó ổng cũng còn đang khoảng tuyệt vàng. Anh díp mình xuống biển. Díp mình xuống biển tuyệt vàng. Hồi nãy mình thấy một đoàn cá mà nó bay trong biển không biết cá gì nữa. Đẹp quá. Đó ổng xiên quá. Vàng lúc này mắc quá rồi, không kiếm được lần nào, kiếm được miếng nào hay miếng đấy. Yeah. Rồi, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn, đây là ngày 9 tháng 7. Ôi ôi, lặn xuống, ôi, giờ biết rồi. Oh yeah. Cái này phải là kiên nhẫn đó các bạn ơi, chứ không phải là nói là cái gì nữa, xuyên quá. Tới đây cục cưng đâu rồi? Có chiếc tàu đẹp kìa. Có chiếc tàu đẹp kìa. Đi ra đi. Cha ơi, cục cưng mình tập thể dục đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sáng này kia tập thể dục đó. Nên tính ra đây trời, cô gặp cô giáo. Đó, ổng đi tìm vàng. Ông kia thì có tình vàng, cơm mình đứng đây tập thể dục. Xa xa là con tàu. Không khí nó trong lành quá các bạn ơi. Không khí là biển cả, mênh mông. Hôm nay lại có ông. Đi vô đi cơm. Rồi thôi đi lên bờ đi ăn khoai lang, khoai lang, ăn khoai lang tím. Chào các bạn nha. Bữa nay là ngày mà tháng 7 9 tây. Khoai lang tím nè, khoai lang Dương Ngọc thứ thiệt luôn á. Đó. Thấy không? Mình ngồi đây mình ăn, con vợ mình nó kêu chậm chậm mà cứ cho ăn khoai lang miếng. Rồi ngon quá, ngon. Đó, nó là bãi biển. Rồi đi ra bãi biển mà cho các bạn thấy bãi biển rồi. Cũng ngán khoai lang ngon coi là ngon. Các bạn ơi, khoai lang tím. Khoai lang tím thật sự đó nha, cái vỏ đỏ tím. Còn khoai lang bên mình á, bên đó là cái da ổn trắng dù có tím, còn cái này là khoai tím, khoai lang gọi là khoai lang Dương Ngọc á, mà rẻ rệ ha. Một ký có mười sáu ngàn phải không? 16 ngàn ký, chưa tới 50 cent. 14 hay 16 ngàn 50 cent. Để đầy một ký là 2 pound. Rồi về bỏ cái nồi hấp ngon quá. Nó ăn cho nó lành đó. Ăn bữa ngán đúng không? Mình phải tập ăn chứ đâu có sợ đâu. Đó hả, bãi biển. Bãi biển cũng dính rồi. Ăn khoai lang xong cái đi lượm ốc. Đi lượm ốc dài luộc ăn. Khỏi đi chợ lượm ốc dài luộc. Làm kho xào cà ri xào ớt. Thấy nghèo nàn quá vậy. Người ta nói ăn tôm hùm á, trên YouTube người ta ăn tôm hùm, tôm càng, tôm gì á. Mình ăn tương chẩm ăn khoai lang thì mình ăn thôi. Đó.
Hội An ẩm thực là tuyệt vời đó nha. Tuyệt vời, chơi rất khác Hội An thường đó nha. Đỡ lắm à. Các bạn để đỡ tiền chợ. Bất bá của Hội An. Rồi bơi tới trưa 12 giờ. Bơi giờ ăn ba sáng ăn ba cục bơi tới trưa rồi đó. Bơi xong cái trưa về cái ghé ngang ở phía ngoài, ở đâu phía ngoài người ta bán gà nướng, gà rẫy. Gà rẫy nướng. Người ta nướng 150.000 con, người ta ướp muối, ớt với xí muội. Đó, 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 đó. Hai chồng lại quất hết nguyên con. Ta nướng sẵn. Bánh mì. Ừ. Đó không? Ta nướng sẵn thơm ngon lắm. Tô ớt mà không? Tô ớt nó sẽ chạy với mình nghèo, mình ăn phải ăn sao đâu. Rồi, bye các bạn. Rồi, chào các bạn. Rồi, bye bye.